Công điện hỏa tốc yêu cầu ứng phó bão Trà Mi sắp vào Biển Đông. Theo dự báo, khoảng ngày 25 tháng 10, cơn bão có tên quốc tế là Trà Mi sẽ vượt qua đảo Luzon, Philippines, để đi vào Biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21 tháng 10 đến 3 giờ ngày 22 tháng 10 có nơi trên 40mm như Kỳ Hoa, Hà Tĩnh, 96,8 mm, Thạch Hãn, Quảng Trị, 40,6 mm, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, 47,8 mm. Dự báo, ngày và đêm ngày 22 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, hơn 90 mm trên 6 giờ. Từ ngày 23 tháng 10, mưa lớn giảm dần cũng trong ngày 22 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão có tên quốc tế là Trà Mi. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, đến ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Chiều và đêm ngày 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12. Để ứng phó với mưa lớn ở miền Trung và cơn bão có khả năng đi vào Biển Đông này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ quốc phòng, công an, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin truyền thông, ngoại giao. Biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Mưa dông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Nội dung công điện yêu cầu các tỉnh thành, các bộ trên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Ở trên đất liền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cạnh đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện nhất là tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu công trình đang thi công bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra